Chào anh em, thì theo yêu cầu của anh em đấy, thì muốn tôi làm riêng một cái clip về phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo đấy. Thì ở clip này thì tôi sẽ test cho anh em về cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây đây để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa đấy. Sau đây tôi sẽ test phần mềm đấy. Đầu tiên tôi sẽ vào Zalo này anh em này, tôi sẽ nhắn một số nội dung tin nhắn anh em nhé. Thì là theo cái nội dung của anh em muốn ghi như nào đó tùy anh em. 122 này, 33, 44 nhân 100 điểm anh em nhé. Đây là 5566 anh em nhé. 66 này nhân 10 triệu đi anh em nhé. 10 triệu này. Đây anh em này, cái nội dung và cách chơi là mỗi nơi một khác anh em nhé. Anh em ghi như nào đấy tùy anh em. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô này. Đấy, gửi này. Máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Đấy, sẽ mở ra này. Đây anh em này. 1 1 2 2 3 3 4 4 anh em nhé, nhân 100 điểm, đề 5566 nhân 10 triệu vào lúc 15:54 thì sẽ copy lại này. Đấy, thông thường chủ lô họ sẽ copy lại anh em nhé. Ok. Đấy, ok. Đấy, và gửi sang cho mình, gửi lại cho mình nhé. Ok anh em này, tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung chưa chỉnh sửa anh em này. 15:55 anh em nhé, 15:55 đấy, nội dung này, nick Zalo này. Tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em này, khi chỉnh sửa cái thời gian vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian bắt đầu mình gửi anh em nhé. Bây giờ là 2:23 thì tôi sẽ để lên thành 3:30 để cho nó qua hẳn cái thời gian đi. Tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em là khi chỉnh sửa đấy, máy chủ lô sẽ không sáng đen. Thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để những cái clip sau chúng tôi có những công nghệ mới, anh em sẽ là người biết trước anh em nhé. Với anh em bên nước ngoài, anh em không về được thì chúng tôi có những đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề đấy, xâm nhập máy anh em và cài đặt cho anh em. Anh em ở trong nước thì chúng tôi có 2 cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm và test trực tiếp phần mềm. Ở khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở anh em test phần mềm trực tiếp anh em nhé. Với anh em không bận không lên được thì chúng tôi sẽ cho nhân viên và cài đặt phần mềm đấy, trực tiếp vào máy của anh em. 3:22 rồi, tôi sẽ để 3:30 để tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, ok, đã qua thời gian rồi anh em nhé. Để tôi sẽ chỉnh sửa này, anh em chú ý cái mốc thời gian này. Đấy, và máy chủ lô khi tôi chỉnh sửa nó không sáng đèn anh em nhé. Ok. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, anh em chú ý máy chủ lô này. Đấy, ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của phần mềm này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ mở Zalo ra này. Đấy, bắt đầu tôi mở Zalo anh em nhé. Đấy, Zalo này. Đấy, nick này, người ấy này. Ok. Để cho anh em xem phần mềm này.
Nu 989700 nhé anh em nhé, đã chuyển thành nhé. Vào lúc là 15:54, ok lại 15:55 anh em nhé. Thì anh em tua lại cái khúc đầu khi mà chưa chỉnh sửa, anh em xem lại. Đấy, xem là cái thời gian và con số đã thay đổi như nào anh em nhé. Anh em tua lại cái khúc đầu. Đấy, với phần mềm công nghệ cao này, anh em sử dụng, anh em đánh lô đề hoặc anh em có nhu cầu về cá độ bóng đá thì anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Anh em có nhu cầu, anh em liên hệ trực tiếp 0916514 để được tư vấn, hỗ trợ cài đặt và test trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip.